Thưa quý vị, thưa các bạn, các định hướng cho phát triển ngành công nghiệp chế biến sữa Việt Nam đến nay tuy chưa đạt được đầy đủ một số mục tiêu đề ra, nhưng cũng đã có bước phát triển mạnh mẽ. Các doanh nghiệp ngành sữa đã chủ động sáng tạo, tìm hướng đi thích hợp như đầu tư công nghệ mới, thiết bị dây chuyền sản xuất chế biến hiện đại cùng với hệ thống phân phối thông minh để tạo ra các sản phẩm đa dạng chất lượng cao và có uy tín, thương hiệu, đáp ứng thị trường trong và ngoài nước, ngày càng khẳng định vai trò trong sự phát triển của nền kinh tế đất nước, đảm bảo an ninh thực phẩm cho nước nhà. Năm 2023, sản lượng sữa tươi của Việt Nam đạt 1,8 triệu lít. Sản lượng các sản phẩm từ sữa ngày càng tăng cao, đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng trong nước. Đồng thời, nhờ áp dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất, chế biến, nhiều sản phẩm sữa mang thương hiệu Việt đã đạt tiêu chuẩn quốc tế và có mặt ở các thị trường khó tính như là Nhật Bản, EU, Hoa Kỳ, góp phần gia tăng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động hợp tác quốc tế và từ đó nghiên cứu, phát triển các công thức dinh dưỡng đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng. Hiện nay ngành sữa Việt Nam trong những năm gần đây phát triển rất mạnh. Tất cả các cái nguyên liệu trong nước thì hiện nay đáp ứng được khoảng 40% với công nghệ tiên tiến và chúng ta có năng suất rất cao. Như vậy thì trong thời gian tới thì chúng ta sẽ đảm bảo được cái theo mục tiêu chiến lược của ngành nông nghiệp cũng như ngành công thương, chúng ta sẽ phấn đấu đến năm 2030 và đến 2045 thì chúng ta ít nhất phấn đấu cũng phải được 1,7 cho đến 2 tỷ lít một năm. Không chỉ là doanh nghiệp chiếm vị trí số 1 tại thị trường sữa trong nước, mà hiện nay thương hiệu sữa Vinamilk đã vươn tới hơn 40 nước trên thế giới. Để tăng vị thế cạnh tranh và phát triển thương hiệu, mở rộng thị phần, doanh nghiệp này đã chủ động nguồn nguyên liệu để phục vụ sản xuất. Với hệ thống nhà máy, trang trại quy mô công nghệ cao và hàng triệu sản phẩm được cung cấp mỗi ngày, doanh nghiệp đã xây dựng chương trình hành động tập trung vào 4 lĩnh vực trọng tâm: nông nghiệp bền vững, sản xuất xanh, logistics thân thiện môi trường và tiêu dùng bền vững, góp phần khẳng định vị thế dẫn đầu của doanh nghiệp trong hành trình tiến đến mục tiêu net zero vào năm 2050 của Việt Nam. Chúng tôi có một cái danh mục sản phẩm rất là phong phú, khoảng 250 cái sản phẩm khác nhau phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng đủ mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp. Hiện nay là Vinamilk đang áp dụng những cái công nghệ theo cái xu hướng chuyển đổi số để tiếp cận nhanh hơn, hiệu quả hơn với người tiêu dùng, với khách hàng. Người tiêu dùng đang dần thay đổi thói quen của mình và hướng đến tiếp cận những sản phẩm xanh, hàng hóa xanh, thân thiện với môi trường. Sự gia tăng của xu hướng này đã thôi thúc các nhà sản xuất nỗ lực đầu tư để cho ra đời những sản phẩm có yếu tố xanh và sạch, xây dựng thương hiệu xanh gắn với phát triển bền vững. Phát huy vai trò của thương hiệu quốc gia dinh dưỡng y học, những năm qua, doanh nghiệp này đã nghiên cứu ứng dụng thành quả khoa học quốc tế, mang đến những giải pháp dinh dưỡng y học chất lượng cao, phù hợp thể trạng người Việt Nam. Sau một năm hợp tác, các nhà khoa học dinh dưỡng của NutriCare và Viện Dinh dưỡng Y học Hoa Kỳ NMNI USA đã cho ra mắt các giải pháp dinh dưỡng góp phần cải thiện sức khỏe cho trẻ em và người lớn tuổi với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt. Việc hợp tác với NutriCare là thách thức nhưng cũng là cơ hội để chúng tôi phát huy thế mạnh nhằm nâng cao chất lượng dinh dưỡng cho người Việt. Đây còn là cơ hội để trẻ em Việt Nam được tiếp cận các sản phẩm dinh dưỡng tiên tiến trên thế giới, cao lớn, khỏe mạnh, nâng cao thể lực, tầm vóc. Người lớn tuổi được đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng khác nhau về sức khỏe, cơ xương khớp, tim mạch, tiểu đường, miễn dịch. Trong năm 2023, Việt Nam có hơn 11.000 sản phẩm sữa mới được tung ra thị trường, tăng gấp đôi so với cách đây 10 năm. Điều này cho thấy sự đổi mới liên tục đóng vai trò quan trọng để một sản phẩm sữa có thể nổi bật và tạo dựng dấu ấn riêng. Cách làm mới của các doanh nghiệp ngành sữa không chỉ giúp thương hiệu mở rộng mà còn ngày càng gần gũi với nhóm người tiêu dùng chủ lực. Với dân số hơn 100 triệu dân, sức tiêu thụ cao, dư địa tăng trưởng thị trường sữa trong nước còn rất lớn. Các chuyên gia đều nhận định rằng Việt Nam có nhiều cơ hội và dư địa cho phát triển ngành sữa trong thời gian tới.